Bỏ bả tội nghiệp. Dạ. Bị bệnh là 16 năm rồi. À 16 năm. Ê cái nè. Dạ. Ê giờ ngon nằm lâu đó, giờ ngon ngoe ngon ngoe cái nào được thì được, ngon ngoe được thì nó rút vậy đó. Dạ. Thì đã lên muốn ăn rồi chừng chén cơm đó là nó giật á. À, đang xin chào tất cả cô chú anh chị nha. À, hiện tại thì đang có mặt ở tổ 19 phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc. Thì ở đây có một trường hợp cũng khá là đặc biệt này cả nhà, là hai ông bà thì cũng năm nay cũng đã lớn tuổi rồi, nhưng mà ông thì bị tai biến, còn bà thì phải đi làm. Thì nghe nói là bà đi làm, bà đi cắt cỏ cả nhà. Thì cắt cỏ thì cả nhà cũng biết đâu có bao nhiêu tiền đâu, không phải lo cho ông là ông bị tai biến nữa. Thì hôm nay đang tới đây đang ghé thăm có hoàn cảnh này để xem coi mình có giúp được cái gì không, mình coi mình có trao được cái phần quà nào không cho hoàn cảnh của ông. Ở đây là nhà của ông nè cả nhà. Cái nhà thấy không, sông nước rất là đẹp. Mùa này là mùa nước lũ nè, sông nước rất là đẹp luôn. Mấy bữa nay thì mưa rất là nhiều. Hiện tại thì Châu Đốc cũng đang là cái dịch bệnh rất là nhiều luôn. Đây là nhà của ông. Dạ con chào ông nha. Con cho phép con gắn cái này để em nói chuyện cho nó dễ nha. Dạ. Ông bị tai biến hả? Tai biến. Rồi lẫn qua lẫn lại rồi chú không có ngồi vậy được. Dạ. Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 61. 61 tuổi rồi. À. Qua đây. Giờ là ông không có đi tới luôn vậy, chỉ là lăn qua lăn lại thôi. 8 giờ mất lâu vậy đá rồi cũng vậy. Dạ. Ông ở với bà hả? Hai chồng không có con. Không có con cái gì hết luôn. Không. Hai chồng gì hết trời, neo đơn nha. À. Ông bị bệnh là bao nhiêu năm rồi? 16 năm à. 16 năm bệnh rồi. À. Là một tay bà lo hết luôn. Ừ, có hai chồng mới đi mướn. Bà đi làm gì không? Bằng cỏ mướn á. Bằng cỏ mướn. Ở ngoài đồng á, tới chiều mới về. À, có nghĩa là đi bằng cỏ ngoài đồng, ai mướn. Ai mướn gì bằng nấy. À. Dù như không có bằng cỏ thì ta mướn cái khác cũng làm luôn ha. Cái gì đụng mướn gì bằng nay bằng tối ngày mới sống. Dạ. Được không có con cái gì xem nó rút vô vậy chưa. Dạ. Ủa chú sao mình không có con cái gì hết trơn, chú không mẹ một hai đứa bả không có kinh. À rồi cũng ở vậy luôn. Dạ. Nhiều khi mình có buồn không chú, không có con mình buồn không? Không buồn. Ta bị bỏ bả tội nghiệp. Dạ. Bị bệnh là 16 năm rồi. À 16 năm. Tay chân ông mà bị quéo giờ có uống thuốc gì đâu? Đâu có tiền đâu uống thuốc chú ơi. Dạ. Mười mấy năm rồi. Không uống thuốc gì hết hả? Không. Còn ví dụ tay chân chú còn cảm giác gì không? Cái giò thì nó hết mà cái tay thì còn. Ngon ngoe được. Múc cơm cũng được. Cứng ngắc luôn nè mọi người. Ờ cứng ngắc nè, tê cứng ngắc. Không biết ra. Tay chân cứng ngắc luôn. Nó rút rồi. Dạ. Cái chân chú là lúc nào cũng duỗi thẳng vậy chứ hả? Ờ chừng nào mà nó tê quá nó giật. Ngon ngoe được không? Được. Như vậy đó. Dạ. Vậy cái lúc là chú bị tai biến là sao, chú kể lại cho con nghe được không? Té. Té trên sàn, té xuống á. Rồi bác cẳng nó té. Nó trúng ngay cái quả lò, cái nó trúng cục sống. Dạ. Trúng cục sống cái nó hở. Té hả? Ừ, rồi đi chữa trị không hết. Là ông té làm sao? Ở trên nhà vậy đó, bật ra ngồi cầu thang đó, xỉn à, té. Trước nhà này đúng hả? Ờ, rồi nó cắn cái quả lò á, ngay cục sống. À, cái nó dập tí chắn vô cái lò mà mình để nấu nướng hả? À, để dưới cái quả lò nguội á. À. Để nấu ngay đó, té nhẹ ngay đó rồi dập tí luôn. Dạ. Rồi dập vô cái xương sống của mình, nó hở cục sống rồi nó dập tí luôn. Dạ. Rồi cái chở vô bệnh viện là bắt đầu bị trời liệt. Ủa vậy là mình đâu phải bị tai biến,
té hạ gục sống. Dạ. Gục sống là liệt á. Dạ. Hồi nãy ông nghe chú này bên đây đó chú bị tai biến, ông bị tai biến. Gục sống, té hạ gục sống. Là mình nằm một chỗ là từ đó tới giờ là 16 năm rồi. 16 năm. Rồi lúc đó là bác sĩ nói như thế nào, chú có thể bác chạy chữa được không? Hay là bác sĩ kêu anh em về đi, dập tỷ rồi. Ừ. Rồi về bỏ thí vậy luôn mà không chết. Rồi không có tiền uống thuốc, rồi uống lo lo ba cái thuốc nam. Rồi cứ vậy hoài. Thường là bà đi làm mấy giờ mới về? Cỡ 3 giờ chiều, bằng buổi đứng á. Dạ. Đứng tới 3 giờ. Sáng mấy giờ bà đi? 7 giờ. Rồi bà đi rồi cơm nước cho ông sao? Cơm nước thì mượn đứa nhỏ ông quên đó, chỗ thằng nãy đó. À cái bên này hả? À nó qua nó cho ăn giùm. À. Cho ăn giùm mới đi về bán. Dạ cũng mừng, bởi vì miền Tây mình là vậy đó mọi người. Những người hàng xóm thiệt sự rất là tốt. Cũng quan tâm hỏi thăm rồi lo lắng. Cắt nước rồi nó múc cho uống giùm. Dạ. Chú không tự uống nước được luôn. Gì? Được, nghiêng qua rồi. Nút được. Dạ, nghiêng qua thì mình uống cái ca nước này được. À, nghiêng dạ. Qua nút để vậy đó. Dạ. Mình nút. À. Hồi sớm giờ chú ăn cơm chưa? Ăn rồi á, mới ăn á, đỡ lên cho ăn rồi cho nằm xuống. À, đây chú ăn cơm đó hả? Ừ. Hồi sáng bà nấu rồi... Bỏ nhà. Bỏ nhà. Rồi nó qua nó bới, nó mất tới giờ nó múc, nó bới giùm. Dạ. Chị ăn sớm hả? Ừ. Cháu. Cháu làm sao? Cháu dâu. Cháu bên vợ. À. Là chị là lo cho ông á hả? Không có, đứa cháu này mượn. Nó tôi kia nó lo cho ông mù nắng rồi không trông. Ông mù á. Rắn nó cũng dạ. Có ông mù, không vợ con bỏ hết trơn chú ơi. Cũng ở mình á. Bị người ta quýnh mà không thấy đường mấy năm đi cũng không được chứ. Lít tớ lùi vậy hết. Trời ơi. Thôi đây là anh chúc ở đây xong rồi lại đóng coi. Chú có giúp đỡ giùm cho nó ở con mình. Dạ. Vợ con nó cũng bỏ. Thì ở đây là có hai người nói với tôi. Cho con tham quan một vòng nhà chú nha. Dạ cứ vậy cứ thăm đi. Vậy đó. Nhà có ông nè mọi người. Nhà chữa ngăn nắp rồi bên tay mình gì đó, nhà cửa này đa số là nhà sàn không à. Ờ, nhà nước có làm lậu giờ đấy chú ơi, chứ không có nền đâu, giờ xuống máy kinh nhà ở nhà nước giờ đâu ở đó dạ. Có cái tivi coi cũng đỡ buồn hả chú. Có đi cháu nó cho đó ở ngoài chợ đó, nó cũ nó chê đó. Dạ. Rồi nó cho, nó mua cái mặt thẳng rồi nó cho. Hồi nãy chú nói là nhà nước đền là sao, là cái đất này không phải của mình hả? Đâu có đền nó đâu, cắt ở trên đây, rồi nghèo đâu có đất. Rồi mấy ổng làm lộ á, mấy ổng dời thí xuống mé cho mình có chỗ ở vậy thôi. Dạ. Là chú ở đây được bao lâu rồi? Cũng 40-50 năm rồi. À. Rồi nghèo khổ đâu có đất đây, ở tạm trên đây đó. Người ta làm lộ người ta dời xuống đây, người ta cắt cho mình có cái chỗ ở vậy thôi. Chứ chỗ này cái đất của nhà nước, đâu có đất của ai. Dạ. Dưới máy kinh. Bà thì bao nhiêu tuổi rồi? 58 à, 59 à. Bà còn cũng người ở đây luôn hay ở đâu? Ừ, cũng ở đây, vợ chồng ở đây không. Dạ. Một góc gác nữa. Dạ. Rồi... hồi xưa khi mà ông bị cái cột sống á, rồi cái lúc đó thì mình có chạy chữa rồi mình có đi dây mượn nợ gì không? Trời đâu có mượn nợ, dùng nghèo này mà đi tới người ta sợ thấy bà dễ gì người ta cho chú ơi, làm sao mượn nợ được? Tiền mà lo mà bán nhà bán không được rồi, trong đồng người ta đâu có mua, bán nhà được thì đi bán được thôi, người ta đâu mua. Ở trong đồng ít cái mua chứ không có đờ đó, đâu có điện nữa, chưa làm lộ á, lúc mới té. Dạ. Đâu có mượn nợ vậy. Thôi mà phải có con á, thì con bằng trả tao cho, không có con cái mượn, tao đâu có cho mượn. Hỏi tiền tháng mà vậy. Dạ. Còn ở đây là có kế bên, như là có mấy cháu đồ lâu cũng lại. Mấy cháu rồi đó, mượn nó qua dùm, nó qua nó làm chút rồi nó về vậy á. Dạ.
Có gì kêu nó qua làm giùm. Dạ. Rồi chú nằm chỉ nghiêng qua nghiêng lại thôi. Cái lưng có thấy là thường thường khỏe khỏe thì nghiêng được. Thường thường là nằm lâu là cái lưng mình bị lỡ, cái chú có bị không? Không. Nhờ lăn được á. Dạ. Với là một phần cái dáng này nè. À, nó mát nó cũng không có dám nằm này em, nằm dáng không à. Đúng rồi. Kê cái đầu đó mà lâu lâu nó cũng hầm đó, mất nằm dáng chạch vậy cho nó mát. Dạ. Thường là đang đi nhiều nơi á, gặp nhiều hoàn cảnh đó, mọi người. Là cái nệm nằm trên cái nệm chú với lại nằm trên cái gạch đó, nằm hoài á. Cái lưng á bị lỡ hết trơn luôn, nó hầm. Nó bị lỡ. Dạ. Với người đó người ta không lăn được á. Dạ. Ta không lăn qua lăn lại được. Nhưng mà bác sĩ có nói là chú tập vật lý trị liệu hay là uống thuốc gì có thể đỡ mà cử động tay cái tay đỡ hơn được chú? Thì cũng nói bây giờ về chừng nào cái nào nó mạnh được thì mạnh được thôi, rồi mới đầu thì liệt hết à. Dạ. Rồi giờ nằm lâu đó rồi ngoan ngoe cái nào được thì được, ngoan ngoe được thì nó rút vậy đó. Dạ. Thì đỡ lên muốn ăn rồi chừng chén cơm nó là nó giật á. Không nghe dò ra được, máu nó chạy không được, nó giật bật nữa. À. Có khi mà bữa nào mà đuối quá đó nó giật đổ cơm đổ nước rồi hút vô. À. Rồi lâu quá nó giật à. Chừng cỡ 15 phút lại giật rồi đó. Ăn giết chén cơm trong 10 phút rồi ngã xuống. Mà hãy ngồi lâu thì nó máu nó co được. Dạ. Nó giật. Mà không có con cũng buồn hả chú? À. Con được đứa con, hai đứa con. Thôi có con thì nó đỡ, nó lo, nó cũng có cháu rồi sai giặt trong nhà được. Dạ. Rồi bà không đẻ rồi thôi ở thí mẹ trời xanh sao để vậy cho bỏ bà cũng tội nghiệp. Dạ. Thì ở vậy luôn. Rồi cái lúc mà chú bệnh vậy rồi có bà buồn nhiều không? Bà có khi nào bà muốn bà bỏ đi không? Bà bỏ chú không? Dạ vậy. Bà đâu có bỏ. Bây giờ tôi đâu có bỏ bà đâu. Dạ. Tôi ở với bà không còn, tôi ở luôn. Bà nghĩ tình, bà đâu đi. Ủa ba cái sách vở này là của ai? Của con cháu nó học rồi nhà nó chặt đó. Cháu là đó. Cháu là con của ai? Cháu bên bà. Tôi bên đây tôi ở bên vợ. Dạ. Đó, nhỏ cái thằng đó kêu mới về cháu cơm của đó. Cháu của bà hay kêu bà bằng gì? Kêu bằng bà Tư. Bà Tư. Chứ không phải bà nội, bà Tư. Dạ. À bên nhà nó chặt qua đây học hả? À. Nó cũng mồ côi đó chú ơi, cha mẹ nó kẻ theo chồng người theo vợ bỏ nhỏ mồ côi đó rồi bà nội nó nuôi ở cái bên đó. Học lớp mấy rồi? Lớp 7, lớp 8 gì đó. Lớp 8 nè, sách lớp 8 nè. Cái này sách cũ này chắc của người ta cho hả? À. Rồi người ta cho đủ thứ hết, nó bị nó nghèo mà. Dạ. Nó mồ côi đó rồi người ta cho những thổ đồ học bạ đồ người ta cho. Rồi ở đâu chú giờ nó đâu rồi? Đi chơi hả? Hay đâu rồi? Nó đi màn cái gì đó với thằng Linh đi đâu rồi không á. Nó đi hấp tấp à? Nhà nó ở bên đó đó, ăn trước đó. Nói với bà nội nó cũng nghèo, cũng đi mằng mướn mằng thế. Dạ thì hôm nay con tới đây con cũng có một món quà nhỏ gửi cho chú nha. À. Nãy giờ con kêu ông chú lộn xộn quá. Dạ, sao cũng được, biết đâu có biết thứ tệ gì. Nhìn thấy cũng còn trẻ mọi người. Khi ông thì kêu già quá mà những cái tăng chú mà ông thì nó già quá. À. Đây con xin trích cái số tiền là 500.000 của một mạnh thường quân. Đợi con chút xíu để con. Yeah. Mạnh thường quân là của Thành Thái ở bên Mỹ. Yeah. Trích 500.000 gửi cho chú để có tiền mua cơm gạo đồ ăn mấy ngày trong mấy bữa trong ngày. Yeah. Dạ. Cảm ơn chú ơi. Dạ. Của anh Thái ở bên Mỹ gửi chú. Gửi lời cảm ơn chú Thái. Dạ. Thôi vậy thôi con cũng xin phép luôn rồi chú. Yeah. Con xin phép con về luôn. Cô tới 3 giờ con mới về hả? À, tới 3 giờ. Ừ.
cô đi bằng gần đây không? Cũng xa, tốt trên đồng. Dạ, cô đi xe Honda hay sao? Làm gì có Honda đi. Không có Honda luôn. Xe đạp đó, cái chiếc xe đạp cũ đó để đi bằng xa đó. À. Còn cái xe đó của người ta cho thằng đi học đó. Ở nhà trường ta xe, cho xe đạp điện này hả hay là xe đạp điện này nhà xe trường đạp cho của bà xe đạp điện này của nhà trường cho thằng chàng nhỏ đi học á. Dạ nó cũng cho không đó chú ơi, cho nó một coi cha mẹ luôn. Dạ nó cha mẹ nó bỏ đi hết trơn nó chạy đi luôn à, nó đi mặn ai kêu cái gì thì mặn thì cho 5 xu cắt gì đó nó ăn nó đi học. Dạ ủa sao đi đi khổ, đi học chạy cho xe đạp mà sao giờ chạy xe Honda rồi? Xe Honda người ta chở nó đi á. Dạ chở đi bằng mướn á. Như người ta thấy nó tội nghiệp á, người ta kêu người ta mà cho nó mặn cho nó tiền. Ừ. Mới có lớp 8 mà đi bằng mướn được rồi. Trời nó giỏi lắm, lắm. Vậy chứ mồ côi mà không mặn được chết đói luôn á, bà nội nó cũng yếu rồi. Dạ thì cũng nhờ nó. Dạ rồi bả đi mặn vậy đó, có nó nhà rồi nó tắm, nó lâu ra nó tắm giùm. Dạ nó cũng 10 mấy tuổi rồi. À cũng giỏi với lớp 8 mà đi làm được rồi mà lo cho ông bà. Nó giỏi cũng điều nó mồ côi, nó bằng tiền nhỏ mà nó cực kỳ nhỏ chứ. Nãy giờ video cũng đã dài cả nhà, Đăng cũng xin kết thúc video đây luôn. Nhớ bấm like, bấm đăng ký nha cả nhà.